Ui, con lợn này đẹp chưa? Ok. Nhất trí. Wow, các bạn thấy con lợn này rất là đẹp các bạn ạ. Đưa thầy. Đây. Con này quay đạt chất lượng đấy. Con này cũng phải tầm 70-80 cân. Wow, ngon quá bạn ơi. Quá chất lượng. À, các bạn có thể nhìn thấy là bì của con lợn này rất là giòn nhá. Đấy. Các bạn có thể nghe được âm thanh giòn tan đúng không ạ? Đây là móng giò nha các bạn. Lòng đi mà. Để quay được cái nước bì như này thì phải có kinh nghiệm nha các bạn. Cái này là vừa ăn rồi. Thơm quá. Vẫn còn đang nghi ngút khói. Đây, anh chủ quán đang lọc xương ra để chặt miếng này cho khách nhé các bạn. Đây là ba chỉ. Miếng lợn qua này sẽ chập cho tất cả các khách hàng đang ngồi đợi sẵn ở trong kia nha các bạn. Đi hội ở trên Lạng Sơn rất là vui. Có thức ăn, có đồ nhậu, có rượu ngon. Rượu Mẫu Sơn và lợn quay Lạng Sơn. Thiên đường rồi. Lạng Sơn thì không phải chê rồi. Anh chọc rất là chuyên nghiệp. Đó, ngon quá các bạn ạ. Các bạn ơi, ở đây còn hai con lợn quay vẫn còn nguyên con vừa lấy vào đến lễ hội này các bạn ạ. Chưa khai đao nha các bạn. Đây, mình đã dùng cho các bạn xem. Ok, chất lượng chưa các bạn? Màu rất là tuyệt vời. Hai con này khá là to đấy. Hai con này cũng phải tầm 70 cân đấy các bạn nhé. Lễ hội hôm nay thì khá là nhiều lợn quay. Tuyệt vời chưa? Con lợn này đã phải di chuyển rất là xa, ít nhất cũng 5-60 km để đến được đây nha các bạn. Và để quay được con lợn như thế này, bán vào cái giờ này thì chủ quay sẽ phải dậy từ rất là sớm. Khả năng cũng phải tầm 3-4 giờ sáng thì dậy quay lợn xong rồi còn đem vào đến đây nữa. Lợn quay đi bà ơi. Bà con đi hội rất là đông.
Đây các bạn ơi, hiện tại trước cửa hàng quán lợn quay đang rất là đông người đứng chờ để mua nhé các bạn. Uy tín chưa các bạn? Đây. Wow, bì rất là giòn. Đây các bạn ơi, chuẩn bị khai đao con này nhá. Rồi. À, nước trong bụng chảy ra này các bạn. Đấy, nước trong bụng bị thủng chảy ra rất là nhiều. Ui giảm tan luôn. Ui chất lượng quá con này. Con này bao nhiêu cân anh ơi? Con này 68 cân. 68 cân tính là 70 cân đi. Wow, các bạn nhìn thấy ạ, con này quay 70 cân. Phục vụ bà con ở trong lễ hội. Lễ hội gọi là cuối cùng của Lạng Sơn rồi. Trong tháng 2 với tháng riêng này các bạn ạ. Là nếu mà trời nắng ấy, rất là đông vui. Đây là cái này có chuẩn chút đồ đó chứ này. Ủa, cân tư luôn à? Cân tư luôn kìa. Đây các bạn. Ôi, màu tuyệt vời chưa các bạn ơi. Đây. Rồi con này bốc hơi lên kìa. Xem mẹ. Đi bẹt kìa. Nó bốc lên luôn luôn. Wow, bắn này. Ui. Có cái tìm mình rồi. Thơm quá. Lên luôn anh ơi. Bạn giữa giữa đây em. Rồi, hấp dẫn quá các bạn. Đây. Bạn này, lá măng bật trong bụng con lợn đấy nhá. Đặc sản lá măng bật Lạng Sơn. Hương vị làm nên đặc sản của lợn quay. Thằng này em muốn đọc. Kiểu áo tiếp cả. Hai anh ơi. Không nhỉ. Lấy bao nhiêu anh? Cần cho dưới đây. Đây rồi. Mới ra chứ không?
có mà, có cái này ra mà. Hai cân à? Rồi. Lại không hiểu mà. Quá wow, chất lượng các bạn này. Này. Mới vừa phang ra đấy. Làm mấy đĩa đây anh ơi. Ba đi. Hai được, hai rồi. Vì giòn quá. Cần chợ cho cái dùng cần nào bình bì. Thêm nữa. Giờ chỉ có thể dùng vị giác để cảm nhận thôi nha các bạn. Có người giao thằng vật lực phải. Mày làm ngay rồi.
bảy lăng thôi. Ui trời, đúng là hàng này bán hàng chậm đấy nhỉ. Chặt thêm. Bếp không bếp? Cô đang không tìm chúng ta sẽ chặt thêm một phần vào đó. Đây, vào phần đấy. 200 250. Đây mua bán rất là ngon luôn. Ngon mà. Thử thôi nhưng mà kéo cho thử không có mùi à? Ai ta. Con à. Phải ăn thử ra ngoài. Cháu bán ở đây được á? Đấy mua nha con. Là con thứ hai thì luôn. Người ta xuống đây ăn rồi. Lợn quay chất lượng là không sợ tét nhá các bạn. Rồi, bà chỉ ngon quá. Giòn tan luôn. Đặc sản rất may là mong mặt đặc sản. Đứng gần là đã thấy thơm nữa. Vai à? Có đây chẳng, nhìn cái vai lắm. Có quả hả? 250. Đây, sau khi chặt xong thì sẽ chan nước ở trong con bụng bụng con lợn vào nha các bạn. Nước chấm thần thánh. Nhìn da giòn tan vỡ ra đây các bạn. Phải thử xem lợn hôi hay không. Nhưng mà lợn ở Lạng Sơn thì chất lượng không? Thì đi anh nghỉ. Thế nào anh nghỉ? Đâu? Xương này là xương xương nơi con gì má? Thì tay nó phải con xương chứ. Xương này ăn được cái xương kia.
ôi sơn này ngon lắm. Thơm quá. Đến đây là thấy xem thịt quay không? Sang đây quay cho bạn xem nhá. Bên này lọc cái 12 phút chấm chết chết. Thế chị mua không chặt luôn à? Có chứ. À. Em... Ôi sao nó cho nhiều bì mỡ thế à chị? Cái bì ấy à? Bì này bì giòn. Rồi, bì giòn đấy. Đây mua về nhà ăn à? Hay mua ra quán chị? Mua ra trên kia ngồi ăn thôi. À, ra quán ngồi ăn luôn. Ui. Tí cho em đi ké vậy. Được mà. Được không? Được. Góp rượu thôi được không? Được. Ok. Ba mâm thì ạ. Nhất trí nhỉ. Đi lên trên giao lưu với các chị. Bọn em có 15 người. Tí lại vào mồm như lúc nãy. Đâu mồm thì 15 người chị tính cả em chưa? Có thì bây giờ tính cả em lại xem 16 luôn. À được. Nhất trí. Ok. Bắn luôn vào mồm. Đây các bạn này. Hai chị rất vui tính từ lúc bạn quay này. Người dân ở vùng biên này rất chi là thân thiện các bạn. Mến khách. Ba đĩa. Ngon đấy. Có rượu chưa chị? Có rồi. Có rượu rồi gì? 300 mà chị. 300 mà. Nhà này mở hàng với hàng chưa thấy chưa? Rồi. Ba này lấy xe bác má ơi. Thử mình được bán thế nào đây? Kẹp tiền. Kẹp tiền à? Cần 250 với cả cái này này. Cần nữa. 150 được rồi. 250. Cần nữa. Các bạn này. Mà đóng mì bạn à? Con này nữa nhá. À mà đóng mì. Bị giòn. Đây bị vỡ. Ăn rất sớm á? À.
cái làm bán đây là cái nặng này. Này nhầm thì cục quyến rồi này, cục quyến là không đai à, nhầm lái mệt là ý kiến là nói là hơn đây 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 hơn đây hơn đây hơn đây một này thương một thương của bên này long ngọc bay nè hơn này hơn này hơn hơn này nằng tiếp cỏ hơn này hả đây giả hơn này giả hả này thương một thương của bên này ô này kiếm ngay lô mau lô thằng ngay hơn còn ra hơn có mấy lùng nhỉ quyến nè quyến nè ý bị quấy con này đây này là kinh tào nhầm con nhà nhầm con này này bắt đầu khai đao thêm một con nữa với cả ốc ma này à dính được ma này quấy cả này đây này đây quanh này quanh lá măng mật trong đựng con ba chỉ bị ra kìa đấy một hàng ra dài này đường chật gấp mình đấy các bà sao đây đây các bà sao đây à đứng ra dẫn đường này đấy. Ôi, nhà máy lớn mệt rồi. Đây là măng mật đây các bạn. Bình bình bình, cái xe ô tô hả? Này trắng đấy nhỉ? À. Ở khách hàng và ra lợn nó cao khách hàng đứng vào mua luôn. Anh lên trên đấy cái hình chưa? Này lên một ít rồi nhưng vắng. Tí nó ra ngoài đầu đâu ngoài kia. Về đâu hơn nhiều đấy. Thì chắc có khi là đi đến nổi mất rồi. Người đó. Hai này trẻ đấy mà mình đem mấy em không đeo khẩu trang kín đấy. Nó ngập một vạt chứ tư cứ tưởng 8 năm thôi. Trẻ già á. Nhìn vào đấy thì bình thường nhưng mà cũng nhan sắc của nó khoảng hơn tuổi của mình thôi. Ngược lại mình lại hơn tuổi nó. Hơn tuổi của nó bảo là 93. Già đấy á. À, nhìn mặt già lắm ạ. Bình thường là già mặt nó mặc cái áo kẻ của nó ấy. Áo tiếp tục của nó mặc cái áo kẻ. Chưa lâu lắm này không thầy tốn thời gian quá ta làm đổ nốt 1.000 về về xem các mua mấy chục sắp đấy xong bán kênh đã làm lưới kiếm tiền xong thì mà đâu ấy về á bây giờ mới đông gì nữa mấy cụ hôm nay có sách bỏ trong trước giờ đấy à về à các bạn có thể nhìn thấy bỏ đi rửa mày thật tất yên rất là ngon các bạn mày để cái này chết đấy về nha rồi. Đạo luật cao ai chơi được, bán khách ai không ai chơi nữa. Yeah.
Hello, chào bạn nha. Đi vòng lên trên xuống. Đã. Ủa. Có em cũng một cái qua đây các bạn. Đúng. Gặp bà chỉ. Và hai ba đứa sinh viên. Chớm nhỉ? Ừ. Bà chiêu với đứa rất thích rồi đấy. Bà Kiều nó vui, vâng. Nó quay lại, nó chơi rượu bình thường. Còn nó chịu được, đứa nó không cần nói, nó không ấy. Đứa nó không muốn cho quay, nó đứa, chửi. Có đứa nó cho quay vào, nó bảo anh quay thoải mái đi. Đứa nó chửi, quay. Ôi, hồi nắng rồi. À, hôm qua em xem kia nó báo là 2 giờ, 1 giờ là nó bảo thành ra mà. Cái tạch này đi camera nó bắn vào camera này, cái đó. Đúng rồi. Cái ống kính nó bị dính. Ôi, hồi nắng. Báo là chiều nó tạch. Cái của anh Trung Phong nó hiệu quả không? Đỡ rồi. Không để ý, tụi mình đi chậm nên chả bao giờ đi nhanh ấy, không để ý nhau. Em, cái của em đi nhanh một chút là nó cảm giác giật á? Giật một chút xong nó lại hơi rung một chút. Thì không để ý. Em hay để ý mấy cái đó. Bao nhiêu tiền nhỉ? Ừ. Ok. Bao giờ? Miếng bà chỉ ngon quá các bạn ơi. Nhìn mà não hết cả rồi. Hiện tại người mua rất là đông các bạn.